Xin chào quý vị và các bạn, mình là Vũ Trọng Long. Mình được đào tạo chuyên ngành guitar nhạc ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2009. Và hiện tại công việc chính của mình đang là dạy đàn, guitar, piano và thu âm. Mình cảm thấy công việc này rất thú vị bởi vì mình được đem đến cho những cái bạn yêu guitar nói riêng và những bạn yêu âm nhạc nói chung những cái kiến thức chuyên môn mà khi mình đã học được tại nhạc viện, cũng như là mình tự tìm tòi. Sáng tác là một công việc mà mình rất yêu thích. Mình bắt đầu làm quen với sáng tác từ những năm học lớp 10. Và ca khúc đầu tiên mình viết là ca khúc Lặng Trôi, và ca khúc thứ hai là ca khúc Tóc Gió đã được gửi trong chương trình Bài Hát Việt năm 2011. Sáng tác là một cách để truyền tải những cái suy nghĩ, những cái câu chuyện riêng tư của mình, cũng như là một vài cách nhìn nhận về các vấn đề trong cuộc sống qua những cái giai điệu và những cái ca từ để dễ truyền tải đến quý vị khán giả hơn. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem buổi làm việc của tác giả Vũ Trọng Long cùng với nhà cố vấn nhạc sĩ Đỗ Bảo của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào. Chào Long, anh cũng rất là vui hôm nay được làm việc với em trong cái buổi làm việc hôm nay. Khi mà anh nghe cái bài Lặng Trôi ấy thì cái điều đầu tiên mà anh nghĩ rằng là có một cái sự đồng cảm nhất định. Có lẽ rằng là đấy là cái tâm thế của em khi em viết ra cái bài hát đấy. Tức là cái tâm thế đó là cái sự chia sẻ. Nhiều khi có thể chia sẻ được hay là chia sẻ tốt hay là chưa tốt thì anh cũng chưa bàn đến, nhưng mà em có một cái tâm thế đó. Bài hát này thì là sáng tác của em 4 năm trước. Có một cái cảm xúc gì hay là từ cái gì mà mình... Từ chính người cha của em. Và cha em mất được 20 ngày thì em viết bài hát này. Em muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà rất là tình cảm của cá nhân em. Thì điều đấy là điều mà nếu mà anh là người cũng là người viết thì anh đầu tiên anh phải rất trân trọng. Với một cái thông điệp, một cái câu chuyện như vậy ấy, thì anh nghĩ rằng là nó xuất hiện ở không ít những ca khúc. Đặc biệt là anh thấy rằng là cũng nhiều bạn trẻ cũng viết về, ví dụ anh nghĩ là viết về các em bé mồ côi này, hay những cái cuộc chia ly, nhìn chung chia ly theo kiểu siêu hình, nhìn chung có sự mất mát, có sự xa cách. Thì nó là một cái đề tài sẽ khó bởi vì nó đã từng xuất hiện nhiều trong các ca khúc rồi, hoặc là không ít trong các ca khúc rồi. Thì cái cách mình nói, cách mình điển hình hóa một câu chuyện của mình là sẽ là một cái thách thức đối với người viết. Và anh khẳng định rằng là đó là cái chuyện bình thường của một cái người viết mới họ sẽ gặp phải. Thế còn về phần giai điệu rồi thì âm nhạc thì anh thấy rằng là nó cũng, cái giai điệu thì tương đối chặt chẽ, nói chung là nghe dễ nghe, khá đẹp. Thực ra thì lúc viết ca khúc này thì anh cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, vì đây là bài hát đầu tiên em viết. Ra là mình viết nó theo một cái bản năng, thì nó chưa biết những cái kinh nghiệm để cho nó hợp với ca sĩ hơn. Thứ hai là bởi vì cái phần trong cái demo thì cũng sắp xếp nó chưa hợp ý gần hát, thành ra là nghe có đôi khi là nó sẽ đoạn cuối cùng nó hơi bị đều, nghe nó hơi bị đều, nó không có nổi bật. Đúng rồi. Muốn là làm cho cái đoạn D thiết chế làm cho nó hiệu quả lên cái đoạn mà có trẻ con. Đúng hát rồi. Cuối cùng đấy, đoạn đấy là anh hiểu là em muốn là cảm giác nó như giống như là những cái bài hát sẽ đông người hát vào cái lúc đó. Vâng. Giống như là bài Here the World hay là những cái bài We Are the World chẳng hạn, những cái bài hát mà lớn của thế giới đó, có một cái dàn đồng ca sẽ hát vào lúc đấy. Thì anh nghĩ là muốn làm được chuyện đấy thì cái dynamic nó quan trọng lắm. Nó vô cùng là khó cho cái người dàn dựng và người phối ấy. Cũng như là cái giai điệu của em đương nhiên thì nó phải cố gắng để mình, nếu mà khi mình có kinh nghiệm hơn thì mình sẽ viết được cái giai điệu mà cái người phối người ta sẽ dễ làm hơn. Người ta sẽ dễ làm được cái hiện tượng đấy hơn, làm được cái hiệu quả đó hơn. Thế còn cái chuyện âm vực rộng hay hẹp ấy thì dần dần, chứ nó cái anh không cho rằng đấy là một điểm yếu ngay lúc này. Vâng. Anh không cho đó, bởi vì em viết em phải thỏa mãn cảm xúc của em. Có cái viết theo bản năng cũng là một điều rất đáng quý. Vâng. Anh không cho rằng đấy là điểm yếu của một người viết mới. Người viết mới là họ phải như thế, họ phải được như thế, họ phải sống trọn vẹn với cảm xúc của họ. Kể cả là nó chưa hay, nó sai, nó dở thì họ cần sẽ học những kỹ năng, chứ còn cảm xúc thì không nên hạn chế lại. Vâng.
Thì bây giờ em là bây giờ anh muốn là em tập trung vào những cái kỹ năng rồi những cái chuyện mà mang tính kỹ thuật như anh nói, chứ không phải là chuyện hạn chế cảm xúc lại. Vâng. Tức là sau đây cái bài viết sau em cũng đừng hạn chế cảm xúc lại, em cứ viết thoải mái theo cái cảm xúc của em. Rồi từ từ rồi qua đó em vỡ ra rằng là thế thì nó sẽ khó cho người phối một tí, khó cho người hát một tí, thế là mình sẽ có kinh nghiệm hơn. Và trong cái ca khúc này thì em muốn đề cử một ca sĩ nữ có một cái giọng cao, khá cao, để nó làm nổi bật hẳn cái giai điệu lên. Nó... Nên chọn một cái người có một cái khả năng bộc lộ cảm xúc tốt nhất trước khán giả trên màn hình TV. Họ càng có khả năng đó thì càng giúp cho cái bài hát mà tạm hiểu là còn non về cảm xúc của mình trở nên là nó đầy đặn hơn, đúng không? Tự chung lại thì anh nghĩ là em về em sửa những cái việc sau, đấy là có lẽ là cái câu dạo thì nên thay đổi một cái câu dạo cho nó phù hợp với cái không gian âm nhạc phía sau. Thứ hai nữa là cái tổ chức, cái dynamic, cái lực độ của các cái đoạn nhạc nó sinh động hơn, nó hấp dẫn hơn, nó cũng có một cái hấp lực, nó lôi người ta đi đến cuối bài, đúng không? Lôi những cái người ta cái sự chú ý của người ta đến cuối bài bằng cách là chẳng hạn như là đấy, cái đoạn A phẩy thì nên tiết chế lại cái nhịp trống hay là cái độ thưa nốt đi, phải thưa nhạc cụ đi, để đoạn B nó có một cái lực độ nó mạnh hơn, nó phải tương phản hơn, nó phải khác hẳn A với A phẩy đi, thì nó sẽ kéo được người hát đưa lên cao, nó sẽ đưa được người hát lên một cái rung động mạnh hơn. Lần hai cũng như thế, và đến đoạn cầu nối ấy, thì phải làm thế nào đó để tiết chế lại, để ta vào cái đoạn coda cho nó rõ ràng, cho nó tương phản. Giống như là ta hết cái đoạn cầu nối, ta vào cái đoạn coda phải rất là lộng lẫy. Mà muốn như thế thì đoạn cầu nối phải bình tĩnh tiết chế lại. Đặt những cái câu hát trên một cái nền thôi cũng được, hoặc là trên một cái piano thôi cũng được, hoặc trên một cái giải guitar gì đó hay vân vân. Nói chung có những cái cách mà em làm thế nào để nó có một cái dynamic khác hẳn với cái đoạn coda đằng sau, tức là nó tương phản, một đoạn là nhẹ nhàng và một đoạn là bùng nổ ra, hoặc nếu không nó có sự chuẩn bị nó phải lên thoai thoải như một ngọn dốc đi lên đồi này và đến một cái nơi nó nổ bùng ra, nó thấy một cái đồi cao hơn nữa, thì đó là cái em phải tạo được cái chuyện đấy thì cái người hát người ta mới thuận lợi. Đấy thì cái bài chỉ cần anh nghĩ là nên sửa những cái điều đấy. Vâng, và em rất cảm ơn anh về những cái góp ý của anh trong ngày hôm nay. Và em sẽ về việc lại với nhạc sĩ Phạm Hí, ca sĩ, để có một cái bản demo sắp tới em gửi lại cho anh, nó sẽ tốt hơn một chút. Sáng thức dậy, vòng tay cha sẽ kề bên. Vẫn biết hy vọng luôn chỉ như một giấc mơ. Yêu thương kia quay về chốn sầu đau. Một bình minh mang ngàn tia nắng tới, chiếu sáng suốt cuộc đời, để cho em tôi được sống những tháng ngày đẹp. Khoảng thời gian qua là nỗi đau triền miên, từng đêm giá lạnh. Hãy giữ lấy nụ cười, để cho em tôi được mãi hy vọng. Vòng tay cha mang hạnh phúc tan giờ, sẽ ấm con tim con thơ. Qua làm việc với cả Vũ Trọng Long ấy, thì tôi cũng bắt gặp rất nhiều những băn khoăn của người viết trẻ. Có lẽ đấy cũng là một cái điển hình băn khoăn của những người viết trẻ nói chung. Thí dụ như là Long có thể là băn khoăn về chuyện là khi mà anh ấy viết một cái âm vực rộng, có vẻ như là hơi rộng quá so với một cái giọng đơn ca, thì Long hỏi là có nên chuyển thành một bài song ca hay không. Thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là cái điều nhất thiết. Nếu mà một người
đơn ca người ta vẫn có thể hát được, mà nó mang đến trọn vẹn cảm xúc hơn. Thay vì là song ca thì ta vẫn nên cố gắng tìm một người hát đơn ca đạt được những cái mục đích của ta. Đối với bài hát thì các bạn trẻ cũng như là các tác giả nhìn chung nên quan tâm đến đầu tiên là cái cảm xúc, giống với cái lúc được viết ra nhất thì đó là cái việc đầu tiên phải nghĩ đến và ưu tiên. Tôi cũng bảo với Long rằng là Long cần chọn một người ca sĩ có thể giúp Long thể hiện được cái cảm xúc, hơn là băn khoăn về chuyện là một ca sĩ nào thì có thể hát được những cái quãng cao như thế, hát an toàn cho một cái bài hát. Đối với tất cả những cái người viết ấy, thì ai cũng có một cái áp lực rằng là khi mà mình có một cái bài hát thì mình rất muốn có những ca sĩ có tên tuổi người ta thể hiện, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi quan điểm của tôi cho rằng là nên cho mình cái áp lực như thế. Cái điều quan trọng nhất là cái âm thanh, cái bài hát nó vang lên trên sân khấu, nó đảm bảo là một cái bài hát đầy cảm xúc, nó thể hiện đúng cái cảm xúc của tác giả khi vừa viết ra cái bài hát đó. Sau buổi làm việc với nhạc sĩ Đỗ Bảo thì mình thấy là những cái góp ý của nhạc sĩ thì rất đúng, và mình sẽ việc với nhạc sĩ Phú Khí và ca sĩ để dựng lại bài cho nó hoàn chỉnh hơn. Vậy là chúng ta đã vừa đến với một buổi làm việc rất là chất lượng giữa cố vấn của chương trình nhạc sĩ Đỗ Bảo cùng với tác giả tiếp theo của chúng ta là tác giả Vũ Trọng Long. Chúng ta có thể thấy là nhạc sĩ Đỗ Bảo đã góp ý rất là nhiều, trong đó có những góp ý về phần phối khí để làm cho bài hát này trở nên hoàn thiện hơn. Và hy vọng là đến cuối tháng này khi được trình diễn trên sân khấu thì ca khúc Lặng Trôi của tác giả Vũ Trọng Long sẽ không chỉ dừng lại ở cái tên gọi mà sẽ khiến cả hội đồng thẩm định cũng như khán giả truyền hình sẽ cảm thấy lặng trôi theo ca khúc này. Và tôi cũng hy vọng là nó không lặng trôi trong cái chương trình này mà nó sẽ gây lại một cái ấn tượng nào đấy đối với cả người nghe và đặc biệt là hội đồng thẩm định. Thực ra thì tôi khi mà theo dõi cái phần làm việc của anh Đỗ Bảo với cả Vũ Trọng Long thì tôi thấy rằng là Long may mắn hơn cả Trần Trung Đức đấy, bởi vì Long còn quá trẻ và Long đã được làm việc với cả những nhạc sĩ như là anh Bảo để có được những cái kinh nghiệm rất là sớm từ khi mà bạn ấy mới bắt đầu cái sự nghiệp mà viết nhạc của mình. Như là bạn Long còn trẻ hơn cả bạn tất nhiên rồi. Vâng. Vâng. Tôi thì tôi được biết là bạn Vũ Trọng Long có phần kém may mắn hơn tất cả chúng ta, là cha của bạn ấy đã mất khi bạn ấy còn nhỏ tuổi, và ca khúc này là bạn ấy sáng tác để nói về chính mình. Quý vị khán giả cũng có thể cảm nhận được một cái sự ấm áp trong một cái cách kể chuyện về một cái người thứ ba, chứ bạn ấy không đặt cái tôi nhiều vào trong cái đề tài này. Nhưng mà cuối cùng đấy, như bạn Trang vừa mới bật mí thì hóa ra đấy chính là câu chuyện của Long. Thật sự là một sự xúc động, và tôi nghĩ rằng là bài hát này sẽ đến rất là nhanh đối với cả mọi người, bởi vì cái đề tài này cũng như là những cái lời ca từ rất là nồng ấm và gần gũi đấy thường là đi vào trái tim rất là nhanh hơn là cả những cái giai điệu đẹp. Còn nếu mà nói về giai điệu thì đúng là giống như anh Bảo nói thì Long sẽ còn phải phát triển nhiều hơn nữa, phải hoàn thiện mình nhiều hơn nữa để trở thành một cây viết chuyên nghiệp, và để có thể có những cái bài hát mà nó gọn gàng hơn và nó hoàn thiện hơn về kỹ thuật viết, thì đấy là một cái điều mà chúng ta không thể nào đòi hỏi ở một người trẻ tuổi, và tôi nghĩ rằng là thời gian sẽ giúp cho Long trưởng thành. Không biết là quãng đường sau này thì như thế nào, thế nhưng mà ngay hiện tại thì cũng theo lời của nhạc sĩ Đỗ Bảo thì Vũ Trọng Long cũng đã là một cái hạt giống rất là tốt của chương trình Bài Hát Việt rồi.